Safari xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã cùng trở lại với chương trình Giải mã động vật cùng với Vinpearl Safari. Những số trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về rất là nhiều những loài động vật, như là các loài động vật ăn cỏ hiền lành đến những loài động vật ăn thịt nguy hiểm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về một loài nữa, đó chính là loài cặm nhắm. Và anh bạn mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây đó chính là anh bạn nhím. Những anh bạn ở xung quanh thì ngay lúc này đây. Nhím là loài động vật lớn, di chuyển chậm chạp thuộc bộ gặm nhắm với những lông gai sắc nhọn ở đằng sau lưng. Tất cả các loài nhím đều có một đặc trưng dễ nhận thấy, đó chính là những chiếc lông gai dài và sắc nhọn dùng để bảo vệ toàn bộ cơ thể. Kích thước của một số lông gai, nhím có thể dài gần một độ dài của bàn chân, khoảng 30cm. Một số loài nhím có tới 30.000 chiếc chông trên người, một con số quá sức tưởng tượng nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Nhím sử dụng bộ lông gai sắc nhọn để tự bảo vệ mình. Chúng cử động, xô bộ lông gai sắc nhọn của mình lên để cảnh báo những kẻ thù săn mồi tiềm năng. Sở hữu bộ áo giáp có 102, nhưng nhím vẫn lo sợ về những kẻ săn mồi mạnh hơn như trăng, linh miêu, v.v. Nhím có thể sống ở mọi địa hình khác nhau gồm sa mạc, đồng cỏ, núi, rừng và rừng nhiệt đới. Chúng thường sống trên các cành cây, rễ cây, khe đá, bụi cây hoặc khúc gỗ. Đó chính là nhà của những con nhím. Ở nước ta, gần như nơi nào cũng có nhím sinh sống. Chúng sống thành từng đàn gồm 3 đến 4 cá thể. Nơi mà nhím thường sinh sống nhất là nơi có nhiều cây, rau, củ quả. Đây là thức ăn mà nhím rất thích. Nhím là loài động vật được quan tâm và cho là dễ tổn thương nhất bởi Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên. Nhưng còn tùy thuộc vào từng loài, loài được liệt kê là dễ tổn thương nhất, gồm nhím Philippines và nhím lông cứng. Hiện tại vẫn chưa có loài nhím nào được liệt kê trong danh sách nguy hiểm, nhưng một số loài nhím không có đủ dữ liệu để quyết định về tình trạng bảo tồn. Các anh bạn này rất là đáng yêu đúng không nào? Vậy thì hãy cùng nhanh chân đến Safari để cùng gặp gỡ những bạn này nhé. Safari xin chào và hẹn gặp lại.